Hoa hậu thể thao Việt Nam, Miss Fitness Việt Nam, xin được chúc mừng Đoàn Thu Thủy. Trời đất ơi. Có một điều thú vị mà mọi người hay nói, đó là biểu cảm của Phương Thảo lúc đó. Đoàn Thu Thủy. Nếu như mà để làm lại một lần nữa cho quý vị xem, cho tất cả quý vị khán giả xem về biểu cảm của từng thành viên trong top 3 thì các bạn sẵn sàng không ạ? Rồi, bây giờ thì mình làm lại đi ha. Và Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Miss Fitness Việt Nam 2022, 3, 2, 1, Đoàn Thu Thủy. Nhưng mà em nghĩ thật sự là để mà diễn lại thì chắc là không diễn lại được đâu ạ. Mà... em nghĩ khoảnh khắc thì sẽ chỉ có một đúng thôi ạ. Hôm qua khi mà chung kết xong, họp báo xong thì bất ngờ là em cũng chưa được cầm điện thoại thì bắt đầu ban có ai đó trong ban tổ chức nói là Thảo ơi, biểu cảm của em viral trên mạng xã hội đấy. Và em không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì đến lúc em chính là em phải xem tấm ảnh đấy và em cười đau cả bụng. Em cũng là trông mặt mình hề hước như vậy khi mà ở trên sân khấu. Thì có lẽ là rất là nhiều khán giả hôm nay thì thắc mắc về biểu cảm của em, đăng những clip về biểu cảm của em và có những comment rất là hài hước. Thì gần như là em đọc hết. Và thực ra thì giờ cái cảm xúc lúc của em đang qua, cái khoảnh khắc mà nắm tay Thu Thủy thì gần như là trong đầu em là trống rỗng. Không thể suy nghĩ được gì. Và khi mà gọi tên em là hộ một thì em vẫn rất là hạnh phúc và em cảm thấy là mọi sự nó như vỡ hòa ra. Và những cái mà áp lực trong cuộc thi rồi tất cả những cái kỳ vọng của em trong cuộc thi lúc đấy bắt đầu nó mới thể hiện qua và nó giống như là cái khoảnh khắc mà trào dâng ra. Thì đấy là tại sao là như là một cái biểu cảm nó lại hài hước và buồn cười như vậy mà chính em cũng không ý thức được. Cảm giác của Thủy lúc đó như thế nào khi mà thấy biểu cảm của ai hùng 1? Có còn tập trung vào cô ấy nữa hay không? Thật sự đúng là em cũng giống như chị Thảo ạ. Thì cái khoảnh khắc đấy thì chúng em thật sự đều cảm thấy rất là trống rỗng. Và đều cảm thấy là kiểu mình không... mọi thứ nó sẽ đến rất một cách rất là tự nhiên. Chứ mình không có thể kiểm soát được cảm xúc hay là có thể kiểm soát được cơ mặt hay gì ấy lúc đấy cả. Mọi thứ nó vỡ òa theo cái trạng thái cảm xúc tự nhiên nhất lúc đó thôi ạ.